Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào nhất anh. Hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn dắt anh với lại khán giả mình đi đâu đây anh Thắng? Đi Hy Lạp nha. Hy Lạp. Dạ. Nói tới Hy Lạp thì làm nhanh nhớ tới một cái bộ phim của Hollywood tên là Mamma Mia, là một cái bộ phim về nhạc kịch. Thì trong đó thì cái hình ảnh của Hy Lạp hiện ra đó, nó có màu xanh với lại màu trắng của những tòa nhà, những cái nhà cổ mà trên Đúng núi đúng. đó. Thì vậy thì anh Thắng có thể kể thêm cho Nhất Anh cũng như khán giả được biết được không? Nhất anh có biết là lá cờ Hy Lạp làm sao không? Nó cũng có màu trắng với là có màu xanh. Nó là màu trắng màu xanh, nó là cái biểu tượng của cái người Hy Lạp. Có lẽ là một cái điểm mà tôi nghĩ đến thôi. Nước Hy Lạp tuy là có một phần đất liền dính vào đất liền. Thế tuy nhiên thì từ bờ biển của Hy Lạp cho đến cái gọi là biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đó, tức là Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thì chúng ta biết là hiện tại bây giờ đó, thì giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn một số những đảo tranh chấp với nhau. Thế nhưng mà cái vùng biển giữa hai cái biên giới đó nó khoảng 3.000 cái đảo đấy. Nhưng mà 3.000 đảo đó là có người sinh sống hết không anh Thắng? Dĩ nhiên có người sinh sống, có người không sinh sống, nhưng mà phần lớn những cái đảo nó rất là nổi tiếng mà ngày nay chúng ta có dịp đi cruise, chúng ta đi đi qua một cái cruise đó, nó gọi là đi một cái tour du lịch Turkey, Greece, hoặc là chúng ta đi từ Greece không đó, thì tất cả những cái đó đều nằm trong một cái chương trình đi, thường thường có đi cruise. Mà đi cruise đi ra những cái hải đảo rất là nổi tiếng. Thì nhất anh nhớ trong cái lịch sử quá khứ của nhân loại đó, thì Hy Lạp là một đất nước có nhiều cái điểm văn hóa rất là lớn, mà cho đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến bây giờ. Chẳng hạn chúng ta nói đến Aristotle chẳng hạn, ta nói đến là Socrates, hoặc ta nói đến Plato, thì ai cũng biết đó là người của Hy Lạp đúng không? Thành ra Archimedes chẳng hạn đó. Thì đó là những cái nhân tài, gọi là kỳ tài, cái thiên tài của những cái thời xa xưa rồi. Thành sự cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ còn học hỏi lại, nghiên cứu thêm về những cái đó thôi. Nhưng mà đến với Hy Lạp đó, thì ngoài những cái chuyện về văn hóa, về những cái kiến trúc, thì chúng ta còn có thể thưởng thức những cái thắng cảnh thiên nhiên nữa. Những cảnh thiên nhiên thì không có nghĩa ở bên Hy Lạp không có đẹp, họ rất là đẹp. Chẳng hạn như tôi có thể nói, mà quý vị có dịp đến Hy Lạp và chúng ta đi một cái cruise, thế nào trong cái cruise đó, họ ghé ít nhiều, họ ghé nhất 3 đến 5 đảo. Thì mỗi một cái đảo đó đều cho chúng ta những cái thưởng thức hết sức là tuyệt mỹ của cái tạo hóa. Mà một cái đảo mà tôi thích nhất trong các chuyến đi đi cruise á, mà có nghĩa là tôi dẫn du khách đi đến nơi đó, một cái đảo mà tôi vẫn thích nhất vẫn là đảo Santorini của Hy Lạp. Santorini là một trong những đảo mà nổi tiếng nhất của Hy Lạp đó. Tại vì nói tới Hy Lạp thì anh biết ngay tới cái đảo Santorini, mặc dù chưa bao giờ tới. Tại vì người ta nói, ồ nếu mà tới Hy Lạp mà không có tới cái đảo này thì coi như là mình không có đi tới nước đó bao giờ hết. Đúng. Cái Santorini á, thì cái nếu mà chúng ta hiểu một cách cấu trúc của nó đó, chúng ta thấy cũng đang ngạc nhiên rồi. Bây giờ chúng ta nhìn cái hình dáng của nó, nếu mà quý vị có thể nhìn qua một cái bức tranh, bức ảnh mà chúng tôi đã chụp được khi ngồi trên máy bay đó, chụp xuống đó, mình thấy là lạ lắm. Không biết định nghĩa là sao để cho quý vị có thể hiểu được là cái đảo mà Santorini bây giờ đó, nó là một cái hình thành của một đám núi lửa phía dưới lòng đất. Giờ nhất anh cứ hình dung như thế này, chúng ta nấu một nồi cháo, nấu cháo nó hơi đậm đặc một chút, chứ không phải cháo loãng nha. Thì khi mà đậm đặc như vậy, khi bắt đầu cháo sôi đó, thì nó sùi từng cái viên bọt, nó lõm bõm. Thì cái chất đất của chúng ta cũng vậy, nó giống như cái nồi cháo đó. Thì cái vùng đất mà ngay chỗ Santorini đó bây giờ đó, thì nó bọt, có bọt lên, nó bị sôi, nó bung lên. Khi nó bung lên như vậy đó, thì những cái viền xung quanh thì mình thấy nó hình cái bong bóng to ra chứ không, thì nó bung lên thì nó xẹp xuống, đúng không? Thì cái xẹp xuống, bây giờ chúng ta nhìn qua cái hình ảnh của Santorini đó, cái chính giữa mà chúng quanh cái viền đa vành đai đó là cái chỗ bong bóng nó bể xuống. Mà những cái vành đai đó bây giờ là có thể cao đến 300 mét nữa. Thành ra còn cái lòng chảo mà sâu xuống dưới biển bây giờ đó có chỗ sâu đến 400 mét. Thành thử chúng ta thấy đó là một cái tạo hóa, là một cái chuyện mà ít khi mình có thể hình dung ra được những cái chuyện. Nhưng mà chúng ta đến thăm Santorini đó, khi mà Nhất Anh có dịp ngồi trên cái cruise ship đó, tôi còn nhớ hoài cái cảm giác của tôi khi mà bắt đầu vào cái lòng chảo của cái vùng trũng sâu đó. Khi mình vào đó, thì khi mà cái thuyền nó nói là cho mình biết đã đến Santorini rồi, mình đang đứng ở trên bon để mình nhìn ở phía trước đó, nó như là một cái bức tường đứng giữa biển đó. Nhất Anh có hình dung cả một cái núi như giữa biển đứng khựng lại trước mặt mình.
Cái đó là cái cảm giác tôi không thể quên được. Yeah. Nhưng mà về sau này mãi chúng ta mới đọc nghiên cứu và mới biết là đó là cái vùng biển và đó là cái vành đai của cái vòng tròn chung quanh. Yeah. Và khi mà chúng ta đang nhìn thấy cái đó thì chúng ta ở trong cái cruise ship đó, mình đang ở trên cái lòng chảo. Tức là bên dưới mình là cái độ sâu mà ngày xưa nó sụp xuống đó. Thành thử cái đó là một cái, nếu mà mình hiểu được, mình đi vào trong cái khu đó, mình nhiều nhiều cái cảm nhận là đặc biệt lắm. Coi như là mình thấy những cái đó là mình biết là mình đã tới Santorini rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái lạ của nó là Santorini thì từ nãy giờ chúng ta đang nói chuyện về cái sắc đẹp của Santorini mà chúng ta chưa nói nó hình thành sao cả. Chúng ta chưa nói đến cái chuyện làm sao để đến Santorini. Nhưng mà khi mà đến nơi cruise ship nó đứng mà tôi vừa mới trình bày là chúng ta thấy như một cái núi chắn ngang trước mặt đó. Thì đặc biệt là cái trên cái đỉnh núi đó nó một vết dài trắng mà mình có thể nhìn thấy rất là lạ mà tôi không hiểu nó là cái gì. Mà cái vết dài trắng đó là cái gì anh Thắng? Không, mình không biết được. Thì bởi vì đứng ở xa mình nhìn nó, tại vì cái dòng chảo đó 7 cây số đến 12 cây số, thành ra từ xa chúng ta nhìn chúng thấy một vệt trắng. Thì mới đầu là nghĩ tuyết, nhưng mà nó cũng không phải là tuyết được, tại vì trời nóng không thể có tuyết được. Nhưng mà mình nghĩ hay là một cái cấu tạo của cái vành đai, cái vành đai núi đó, thì bên trên có thể là nó là một cái địa chất gì chăng thì nó màu trắng. Nhưng mà khi thuyền càng đến gần thì tất cả đó là nhà cửa của người ta view ở trên đó. Người ta view những cái building, những cái nhà cửa sổ được thiết kế ở trên đó, tất cả đều làm được cái thành cái màu trắng, và chúng ta nhìn giống như một cái dải dây nằm trên cái đỉnh núi rất là dài. Thành ra cái đó cũng là một cái điểm mà đã hấp dẫn du khách rất là nhiều. Vậy thì lúc mà từ cái cruise mà tới ngay cái đảo chính hả anh Thắng, cái lúc mà tới mà nhìn xa thấy cái đường màu trắng trắng mà tới nhìn thấy nhà như vậy, thì cái cảm giác của anh Thắng khi mà nhận ra cái đó không có phải, cái đó là nhà, cái đó là một cái hình ảnh mới, thì anh Thắng cảm thấy như thế nào lúc đó? Cái cảm giác của tôi là lúc đó một cái lạ. Dân tại sao lại ở trên một cái độ cao như vậy? Thứ nhất là cái trên độ cao, mà phải nói thêm là như cái bong bóng mà nó sụp xuống rồi đó, thì thành ra tạo ra một cái vành đai núi, vách núi rất là thẳng. Thành ra cái bến tàu mà vô đó, cái tàu nó cập vào, và từ đó chúng ta đi vào rồi đó, chúng ta mới đi lên trên một cái độ cao khoảng 200 đến 300 mét. Dĩ nhiên nó có nhiều cách đi, nhưng mà mình thấy tức là dân người ta sinh sống trên cái đỉnh núi như vậy, nó phải có gì đặc biệt. Tại vì phía dưới không thấy gì cả. Còn chỉ có ngay cái chỗ bến phà đậu, nó có những cái nơi trốn để người ta làm những cái cảng nhỏ để mà đưa du khách lên xuống thôi. Còn tất cả sinh hoạt của Santorini là nằm trên cái đỉnh núi hết. Thành thử chúng ta đến Santorini, chúng ta sẽ đi hai cái phố. Một là cái phố phía bắc của đảo Santorini và một cái phố ngay cái chính giữa của Santorini, đảo Santorini, và hai cái đảo, hai cái thành phố đó, thì một cái nó gọi là Phira Town. Phira thành cái phố thị Phira đó, nó là coi như cái thủ phủ. Nó nằm ở chính giữa của cái đảo Santorini. Nhưng mà đi về phía bắc chúng ta sẽ gặp một cái đảo, một cái phố nó gọi là Ia Town hay là Oia Town, nó có hai cách nói. Thì cái phố đó mới là một cái phố mà sầm uất của du khách đến nhiều nhất, và đặc biệt đó là những cái hẻm nhỏ của nó đó, hai nhà cách nhau độ chừng 2-3 mét thôi, mà chính giữa là con đường chính để cho du khách có thể đi. Và khi trên đường đi chúng ta có thể xuyên qua những cái ngõ ngách xuống dưới, chúng ta đi dần dần xuống dưới biển đó. Và trên từ chỗ cao, đỉnh cao đó đi xuống dưới biển là bao nhiêu nhà cửa xây nó theo cái thứ tự lớp lớp, thành thử nó tạo ra một cái khu phố rất là sầm uất, rất là đặc sắc, rất là màu sắc. Và không biết nói sao, tại vì giống như chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nhìn dưới chân của mình, đây cái nóc nhà thờ, xuống nữa nó kia là một cái nóc nhà của người dân nào, một cái biệt thự rồi đó. Nhìn xuống dưới nó 5, 6, 7 tầng, 8, 9 tầng lớp nhà, sau đó nhìn xuống dưới thì nó là một cái vịnh. Đó, nó là một cái bờ biển, hoặc là những cái nơi có nhiều tiệm ăn ở dưới đó. Thành thử chúng ta thấy một cái khu vực nhỏ mà nó tạo cho mình một cái sinh động và một cái màu sắc giữa không gian biển. Nhất là ý tôi muốn nói nha, màu xanh, trắng là hai cái biểu tượng của nước Hy Lạp rồi. Và cái điều đó chúng ta càng cảm nhận khi chúng ta đi đến cái Santorini. Tất cả những cái đền thờ Hồi giáo đều, xin lỗi, không phải là Hồi giáo mà là chính thống giáo, thì đều cái nóc vòm nhà thờ được sơn màu blue. Còn tất cả tường là màu trắng. Và những cái đó nó gọi là nó tương phản với nhau, nó tạo cho người du khách cảm cái
rất là nhẹ nhàng trong cái tâm hồn của mình. Cái đó chính là cái đó là để làm tạo ra một cái nét đặc biệt cho Hy Đúng Lạp. vậy. Dạ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Mình sẽ nói thêm về cái đảo Santorini khi mà chương trình quay trở lại. Nhanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và chương trình kỳ này thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đang đi tới Hy Lạp. Và cái đảo mà chúng ta đang tới đó là đảo Santorini. Thì trong phần 1 anh Thắng nói là ở Santorini thì có hai cái phố chính đúng không anh Thắng? Một phố rất là sầm uất rồi một phố khác nữa. Dạ. Dạ, thì mình tiếp theo đó, Nguyệt anh Thắng có thể kể thêm sâu hơn về cái hai phố này được không? Thì hai phố này đặc nhưng mà cái đặc biệt của cái Santorini đó là cái chuyện chúng ta đi nhìn những cái không gian ban ngày là không gian của kiến trúc, không gian của màu xanh blue mái vòm với cái không gian những bức tường trắng, đôi lúc có những cái bức tường màu hồng, có những cái màu kem, có những cái màu nâu sậm do người dân họ thiết kế. Cần nói thêm chút xíu là cái đảo là hai đảo, cái đảo Santorini đó, dân cư không có nhiều, chỉ khoảng 1.500 dân thôi. Vậy là Thế du khách nhiều hơn anh du khách nhiều hơn, một cái Thắng. cruise ship nó đến là nhiều hơn nhiều. Thế tuy nhiên thì chúng ta phải để ý như thế này là cái đảo dân số ít vì cái đảo nó cũng nhỏ nữa. Cái đảo mà chúng ta vừa trình bày là đang đi trên Santorini Island đó, thì chiều dài nó chừng 24 cây số thôi. Không, và thì cái phía mà phía về trong lòng chảo á, thì cái vách núi thẳng đứng, gần như thẳng đứng, còn cái phía mà đi ra biển á, thì lại thoai thoải xuống, thành ra ở phía thoai thoải đó thì người ta có thể trồng trọt hoặc là làm thêm về nông nghiệp một chút xíu, và ngay cả cái phi trường của Santorini nó cũng nằm về phía thoai thoải đi về phía biển, nhưng mà đó là một cái kiến trúc của người dân thôi. Còn thực sự đó thì người dân ở trên đó thì họ đã tạo ra những cái khu phố để dành cho du khách, và ngay cái phố chính Phiratao đó, nhất anh đến đó nhất anh có thể đi vào một cái viện bảo tàng để có thể xem về cách hình thành của cái đảo Santorini như thế nào. Nhưng mà bên cạnh cái viện bảo tàng đó, đó là một cái khu phố, và đặc biệt chúng ta vào những cái khu phố đó thì thường thường mấy cái khu phố mà để có cafeteria, có những tiệm ăn, thì phần lớn họ đều cố gắng họ xây những cái tiệm ăn, những cái quán hàng đó nằm hướng về phía lòng chảo, về hướng về phía tây, cái mục đích chính đó, Tại sao anh Thắng? mục đích chính để người ta thưởng thức cái sunset, cái hoàng hôn ở trên Santorini. Và cái đó là một trong những cái cảnh mà tôi cho là tuyệt đẹp của Santorini, tại vì tôi đứng gọi là chứng kiến cái cảnh mặt trời lặn ở Santorini, mình mới hiểu tại sao cái người Âu Châu, người phương Tây đó họ quý cái Santorini mức độ này. Người ta đều dành những cái tiệm ăn, những cái quán cafeteria họ ngồi đó, những cặp tình nhân ngồi đó có thể kêu gọi những cái món ăn nhẹ hoặc là uống những champagne, họ đợi cái mặt trời xuống họ cũng đi với nhau. Thành ra mình nhìn cái không gian đó thôi là mình có cảm nhận là cũng là vui lây rồi. Nhưng mà cái mà mình thích thú nhất có lẽ là lúc mà mình quan sát được lúc mặt trời từ từ lặn xuống đi qua phía bên kia của cái lòng chảo. Tại vì khi mình đứng ở trên cái đảo Santorini đó, mình có thưởng thức được cái gọi là cái kiến trúc thiên tạo hóa của cái đảo rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được mình ngồi đây, mình nhìn bên kia và trên dưới là lòng chảo, và mình hình dung được phía dưới đó là cả một cái vực sâu, đúng không? Thế tuy nhiên những con tàu nhẹ nhàng chạy êm đềm lắm. Cái không gian đó cho đến bây giờ tôi vẫn không có quên được. Đó là một trong những cái mà tôi rất là đề nghị nếu người nào thích về du lịch và thích về tìm về một cái thắng cảnh mà vừa có con người, vừa có thiên nhiên, vừa có tạo hóa, Santorini Là có đầy đủ cả ba có đầy thứ. đủ cả hai và mình không thể quên được. Thì nói tới Mỹ mình nói tới thắng cảnh rồi thì ví dụ như tới đó tới Santorini thì món ăn Hy Lạp nào mà anh Thắng sẽ muốn giới thiệu cho khán giả? Nói về cái món ăn của người Hy Lạp đó thì ở Santorini không cứ phải có cái món ăn của người Hy Lạp mà chúng ta có thể thấy đầy đủ hết. À, tại vì đó là cái Khu du lịch đúng du không lịch, anh? thành thử có người ăn được, người không ăn được. Thế tuy nhiên với cá nhân tôi đó thì món ăn Hy Lạp thì nó có cái đặc biệt của nó. Thế tuy nhiên thì, tại vì mình có những cái khẩu vị riêng của người Việt Nam rồi, mình có những cái ăn đậm đà hơn. Trong khi đó thì đối với tôi thì cái vị của người Hy Lạp có thể nhạt hơn. Nhưng mà bù lại bên cạnh nó có rất là nhiều những món ăn của các đất nước khác, của Ý, là của Âu Châu thì rất là nhiều. Còn món ăn của Hy Lạp thì đối với tôi thì không ngon không dở, nhưng mà cũng là một cái món mà mình có thể ăn thử để xem cái thực ẩm thực của một đất nước khác nó như thế nào ngay tại đất nước đó. Nhưng mà phải nói thêm Santorini nó là một cái hải đảo cách xa Athens, tức là thủ đô của Hy Lạp,
cũng phải hơn 1 tiếng bay, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì không phải là gần biển, không gần đất liền, thành ra chúng họ vẫn có những cái đặc biệt khác. Thì vậy, như vậy là nếu mà đi, nếu như mà ví dụ như du khách mình mà ở từ Mỹ và muốn bay tới Hy Lạp thì phải qua cái thủ đô trước rồi từ đó mới đi Santorini được. Đúng như vậy. Thành ra đến Santorini mình có 2-3 cách đi. Thế tuy nhiên thì như thế này, quý vị có thể đi một cái chuyến tour đi về Hy Lạp không? Rồi từ Hy Lạp chúng ta lấy máy bay bay thẳng ra Santorini. Còn nếu quý vị không thích máy bay, chúng ta có thể đi một cái cruise đi qua, có ghé qua Santorini. Còn cái thứ hai là chúng ta có thể đi một cái tour vừa Thổ Nhĩ Kỳ vừa Hy Lạp. Tức là vừa Thổ Nhĩ Kỳ vừa Hy Lạp đó. Thì chúng ta có thể đi từ phía Kusadasi, tức là một cái phía, một thành phố chính ở phía miền miền Tây của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó chúng ta đi một cái cruise ship đi qua một số đảo rồi chúng ta vào Athens. Thành thử chúng ta có nhiều cách đi. Hoặc là quý vị có thể đi từ một đất nước khác nhưng mà phải có những cái chuyến bay bay thẳng tới Santorini. Như vậy thì có lẽ nó dễ dàng hơn cho mình. Nhưng mà Santorini quả thực thì có lẽ đi máy bay thì là một phần, nhưng mà có lẽ là đi cruise ship nó cũng cho mình rất là nhiều cái cảm giác lạ lắm. Cảm ơn Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là một dịp nào đó thì khán giả của Người Việt TV cũng sẽ được đến Santorini và sẽ được có những cái cảm nhận giống như là anh Thắng đã cảm nhận. Nhất anh cũng nên phải có một lần là đến Santorini. Dạ, chắc chắn thành rồi. Thành phố không thể quên được. Dạ, cảm ơn Thắng nhiều và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Chương trình đến đây là kết thúc. Nhân anh kính chào và hẹn gặp lại.